lựa có trứng hai sao cá bóng dừa, bữa nay làm như có mưa quá gì nè, có cá bóng dừa. Cái con nhỏ chứ khăn ngon. Vì ăn nhỏ ngon hả? Vậy là mình cái bữa hình như là cái bị mắc cá rồi. Rồi lấy con nhiêu đây đi cô ơi. Rồi cân cho con nhiêu đây đi. Hello, xin chào cả nhà nha. Sáng em đi chợ em mua được mới cái bóng dừa nè cả nhà. Chuyện qua mưa lớn quá trời luôn, sáng đi chợ toàn cá bóng không luôn á. Rồi ở đây thì có nấm rơm nha, em sẽ xào với lại mớp. Rồi thì bữa nay ăn vậy thôi á cả nhà. Cá này mình mần rồi nè, bây giờ mình sẽ ướp ha. Mình cho một ít nước màu vô đây. Cá bóng dừa mình mần á, mình chà với xi măng á cả nhà. Nên con cá nó trắng lắm, với lại nó dễ nữa, còn mình đánh giải nó hơi khó. Rồi em sẽ cho vô đây là 1.5 muỗng bột ngọt. 2 muỗng hạt tiêm nha. Và khoảng hơn nửa muỗng canh đường. Khoảng 3 muỗng ăn canh nước mắm. Tại vì cá bóng này em sẽ kho khô tiêu mặn mặn ngọt ngọt đó cả nhà. Rồi mình ớt cá đây khoảng 15 phút nha. Bây giờ mình sẽ đi gọt nấm rơm với lại mớp nha. Mình có chuẩn bị một thao nước muối nha. Mình gọt nấm rơm mà mình bỏ qua mình ngâm nước muối nha cả nhà. Rồi giờ bắt chảo lên mình kho cá nha. Mình cho dầu ăn vô, mình phi tỏi cả nhà. Hôm nay ăn cái món ăn rất là đơn giản luôn đó cả nhà. Lâu lắm rồi mình không ăn cá bóng dừa. Rồi tỏi vàng mình cho cá vô nè. Rồi mình kho cho cá nó săn đi, mình cho nước vô luôn. Cá bóng dừa này nó không có trứng. Lâu lắm rồi mới thấy cá bóng dừa. Mà sao hồi sáng thì chợ quá trời cá bóng dừa nhiều luôn. Rồi mình trở bề con cá cho cá nó săn nha, cho nó thấm gia vị nè. Rồi lát nữa mình chế nước vô. Mình nói cá này là kho khô tiêu nha, chan với nước cơm ăn cũng ngon lắm luôn á. Rồi mình cho nước vô nữa ha. Rồi cơm mình cũng nấu chín luôn rồi nè cả nhà. Rồi
Rồi bây giờ mình đi xào nấm cái nữa là xong nha. Cũng cho dầu ăn vô. Rồi mình phi tỏi. Rồi tỏi vàng mình cho nấm với lấy mớp vô luôn. Tại vì mớp mình cắt cũng hơi trọng trọng đó. Hai cái này nó chín một lượt cho mình cho vô luôn một lượt luôn. Rồi em sẽ nêm vô đây nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng hạt nêm, nhà đường khoảng 2 muỗng cà phê đường. Rồi quay lại cái chảo cá là mình cho vô đây một miếng dầu ăn nha cả nhà. Cái màu gì mà đẹp quá trời luôn rồi nè. Nhìn cái chảo cá này có ai thấy thèm không vậy ta? Rồi bây giờ cá nó sành sệt rồi. Bây giờ em sẽ cho hành ớt vô. Rồi cho tiêu vô luôn. Thơm quá chừng thơm luôn rồi đó. Nó bụng lắm luôn rồi đó cả nhà. Rồi thì cả nhà có cảm thấy cái món ăn này, có yêu thích cái món ăn này thì hãy cho em xin một like nha. Và một lượt chia sẻ để ủng hộ kênh em nha cả nhà. Rồi em gắt tiêu lên luôn nè. Có ai nghe mùi thơm không vậy ta? Rồi trở lại cái chảo mớp. Cái chảo mớp mình nó cũng sắp chín rồi nè. Rồi bây giờ cái chảo mớp này nó chín rồi, mình sẽ cho hành vô. Rồi thì cái chảo nấm xào với mớp mình cũng đã xong rồi đó. Thì cái bữa cơm hôm nay em có cá kho tiêu với lại nấm xào. Thì cả nhà có yêu thích cái món này thì hãy cho em xin một like nha. Và một lượt chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.